Chào anh chị và các bạn, hôm nay Tâm giới thiệu cho anh chị và các bạn giải 13 căn cực kỳ là tuyệt vời của Tâm và nằm trong trục đường chính là Đinh Đức Thiện, ở trong khu đô thị mới năm sau mở rộng luôn anh chị và các bạn nhé. Và anh chị chỉ cần chạy đường số 1 của khu đô thị mới năm sau đã vào tới nhà rồi, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và giải nhà này dành cho những anh chị nào có thu nhập thấp mà mình muốn sở hữu được căn nhà trong một cái khu đô thị rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, thì căn nhà này á, là nằm trên trục đường chính là Đinh Đức Thiện. Anh chị chạy từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà mất khoảng 2 cây số thôi. Và nếu anh chị đi từ quận 5, quận 6, quận 8, quận Bình Tân lên trên nhà rất là thoải mái luôn. Chỉ có 25 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A nha. Thì căn nhà này á, là trong dãy nhà của Tâm thì Tâm giới thiệu cho anh chị và các bạn là có tầm giá từ 800 dao động cho đến 800 cho đến 1 tỷ nha anh chị nha. Có 13 căn và hiện tại Tâm đã bán 4 căn rồi. Đó, thì còn 3 căn mặt tiền và 4 căn ở bên trong dành đến cho anh chị và các bạn nha. Đó, thì căn nhà này với diện tích là ngang 4 dài 12, kết cấu là một trệt một lầu, công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ, hai toilet dành đến cho anh chị nha. Và đường trước nhà đây cũng rất là thoáng luôn anh chị. Đó, đường khu đô thị mới năm sau mở rộng, anh chị thấy đang xây dựng rất là nhiều luôn anh chị nha. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì căn nhà này rất là phù hợp đến cho anh chị và các bạn. Có hai hướng chính là hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc dành đến cho anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, căn gốc là dành đến cho anh chị và các bạn một cực kỳ. Đây, căn này có người ở rồi. Đấy, quá tuyệt vời luôn dành đến cho anh chị. Rồi, đây. Đây là cái căn Tâm giới thiệu cho anh chị. Điện nước đầy đủ luôn. Đó, có sổ hồng từng căn luôn dành đến cho anh chị luôn nha. Đấy. Rồi. Đây là căn nhà của mình đây. Đấy, để Tâm mở cho anh chị và các bạn cho xem. Thì ngang 4 dài 12 của mình là khá là thoải mái luôn anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn và ép cọc bê tông rất là đẹp dành đến cho anh chị và các bạn, rất là kiên cố luôn. Đấy. Và được ở đây là mình chạy ra chợ Bình Chánh rất là gần luôn anh chị nha. Và rất là thoáng. Ở đây thì mình đi đường số 1, mình chạy vào tới nhà rồi. Đó. Rất là tuyệt vời. Và trước nhà là có một cái cửa lùa nha anh chị, hai cửa lùa rất là đẹp, rất là thoáng luôn. Và ở đây là cơ sở hạ tầng cống rãnh đầy đủ nha anh chị nha. Đó, đầy đủ hết. Và đối diện mình có một căn biệt thự của đại gia quận nhất, cực kỳ là đẹp luôn. Thì ở đây nè anh chị thấy là về có những hộ dân đã về ở rồi nha anh chị nha, khách hàng đã mua của Tâm rồi. Thì ở đây là Tâm để cho anh chị và các bạn giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Sân trước mình này, đây là sân trước 2m nha anh chị, rất là thoáng. Và có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn anh chị đây. Đây, có đồng hồ nước đây, đầy đủ hết luôn. Rồi, tiếp đến là có một cái lớp cửa 4 cánh, cửa sắt anh chị nha. Sơn tĩnh điện rất là cao cấp và rất là kiên cố luôn dành đến cho anh chị. Và khu vực này là có bảo vệ 24/24 nên anh chị cứ yên tâm. Và đây là không gian của phòng khách nha anh chị. Thì phòng khách này rộng 30m² thôi nhưng mà khá là thoáng nè, khá là đẹp luôn với hệ thống đèn LED nè anh chị nha. Và bộ đèn chùm rất là dễ thương. Bên dưới là Tâm ốp gạch men bóng kiến là gạch 60 nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp, rất là sang luôn. Và anh chị thấy là một căn nhà phù hợp cho anh chị mua một căn nhà để ở là khá là thoải mái luôn anh chị nha. Và tiếp đến là có một cái nhà vệ sinh ở bên dưới tầng trệt để mình phục vụ cho phòng khách luôn anh chị. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, đây là không gian của bếp nha anh chị. Thì bếp có tủ bếp rất là thoải mái luôn anh chị. Và nếu anh chị nào thì Tâm sẽ về tặng cho anh chị một cái tủ bếp dưới nữa đang lắp ráp nha anh chị nha. Đó, rồi đây là khu vực mình để tủ máy giặt nè, khu vực này. Và khu vực đằng sau mình để tủ lạnh rất là thoải mái luôn, rất là tuyệt vời dành đến cho anh chị luôn nha. Đó. Rồi, đây là không gian cầu thang, hệ thống cầu thang thì anh chị thấy là cầu thang đi rất là thoải mái luôn anh chị, với những bậc cầu thang làm bằng đá hoa cương bông nha, tay vịn bằng gỗ căm xe. Và đặc biệt tường ở đây là một cái điểm nhấn là Tâm sơn nhám và nó có những cái ngôi sao tiên tiến rất là đẹp luôn anh chị và các bạn. Và hiện tại là anh chị đang đứng trên tầng 1 của căn nhà. Thì tầng 1 có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, phù hợp cho những anh chị nào mới ra riêng lập gia đình, rất là tuyệt vời luôn. Thì Tâm sẽ giới thiệu cho anh chị từ trong ra ngoài nha anh chị nha. Và đây là phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Đó, phòng ngủ rất là thoáng luôn và rất là mát nha anh chị nha. Đó, có những cái giặt gió nè, nó rất là đưa gió vào, lùa gió vào rất là thoải mái luôn. Và phòng ngủ này là rộng là 10m² anh chị nha, rất là thoáng. Và tất cả là trong nhà này Tâm ốp gạch men là lên đến là
một mét rưỡi lần từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài luôn chị nha. Rồi, và đây là nhà vệ sinh, để nhà vệ sinh trên tầng 1 rất là thoáng luôn. Đó, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen. Đó, cực kỳ là hiệu tuyệt vời luôn. Rồi, đây là không gian của phòng ngủ thứ hai nha anh chị. Đây, phòng ngủ thứ hai khá là rộng, khá là thoáng luôn, khoảng 25 m². Đó, thì có đây là khu vực là nhìn sang là khu đô thị 5 sao nha anh chị nha. Ban công đây là 1,5 m, đó, rất là thoáng luôn. Và anh chị thấy đây, khu đô thị mới 5 sao mình rất là đẹp luôn. Và đây là khu vực mở rộng nha, 5 sao mở rộng nha anh chị nha. Với tầm giá cực kỳ là hấp dẫn luôn anh chị. Đấy, mình đi hết đường số 1 là tới dãy nhà của mình luôn anh chị, rất là đẹp luôn anh chị nha. Thì giá của căn nhà này là chỉ tầm dãy nhà này của Tâm có 13 căn và hiện tại là Tâm bán 4 căn còn dành đến cho anh chị và các bạn là một vài căn thôi. Đó, 4 căn trong và 3 căn ngoài rất là đẹp dành đến cho anh chị luôn. Đó, và căn nhà này là nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà mất khoảng là 2 km thôi. Và đặc biệt là xung quanh có tiện ích như là chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, và nằm trong khu đô thị mới 5 sao, một khu đáng sống, một khu rất là tuyệt vời. Và là đây là khu mở rộng nha anh chị nha. Và giá của dãy nhà bên Tâm bán là tầm 800 cho đến 1,2 tỷ nha. Có căn góc, 2 mặt tiền và 3 căn mặt tiền, rất là tuyệt vời luôn dành đến cho anh chị luôn. Và căn nhà này là với một phòng khách, một phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 toilet, công năng sử dụng cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là thoải mái dành đến cho anh chị luôn. Và hướng nhà là có hai hướng chính là hướng đông bắc và hướng đông nam, dành đến cho anh chị phù hợp mọi túi tiền của anh chị và các bạn, qua phù hợp hướng dành đến cho anh chị luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nếu thấy video này bổ ích, hãy vui lòng đăng ký, like, share, comment kênh của Tâm nha, để Tâm có thật nhiều video đưa đến cho anh chị và các bạn. Và nếu thích căn nhà này, vui lòng gọi đến số điện thoại bên dưới video để Tâm có thể tư vấn cho anh chị và các bạn tận tình, chu đáo, và đưa đến cho anh chị và các bạn một căn nhà để an cư lạc nghiệp, một căn nhà cực kỳ là giá hợp lý nhất trên thị trường luôn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.